Chào mừng 500 tỷ các anh em đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay và đánh giá một PC mới, một cấu hình mới mà mình vừa mới vác ở bên Anfast về. Đây là bộ PC gaming là điều cần thiết 3. Gaming Essential 3. Cái bộ PC này thì đang được bán ở Anfast với mức giá là 14 triệu. Còn nếu anh em sang đấy mà đọc pass bạn giúp heo sẽ được giảm xuống còn 13.999.000. Và chúng ta sẽ cùng nhau trên tay xem cái cấu hình mới bên Anfast họ mới review 14 triệu này thì có thực sự tốt như lời đồn hay không. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay sau intro. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp cấu hình sang một bên luôn cho nó gọn gàng. Thì với cái mức giá 14 triệu các bạn sẽ build được cấu hình này. Thì mình thường thấy rằng ở Anfast họ hay làm các cấu hình là tối ưu nhất có thể rồi. Thì nếu các bạn nhặt lẻ những linh kiện này vào mà lắp thành bộ PC của tầm 14-15 triệu thì kiểu gì cũng đắt hơn 1-2 triệu so với việc mua nguyên bộ Anfast luôn. Thì thường thường là linh kiện tối ưu nhất. Và bộ này dành cho game thì chúng ta có main Asus ROG Strix B360 Gaming. Các bạn sẽ có chip Intel Core i5-9400F. Con chip này khá là hay và mình đã có video nói về con chip đó rồi. Nếu anh em chưa xem thì mình sẽ đặt link ở trên góc dành cho anh em tham khảo. Thì 9400F đại khái nó chính là con 9400, chính là con i5-9400. Chỉ khác là họ đã không cho cái các đồ họa tích hợp iGPU vào nữa. Thế nên là giá nó sẽ rẻ hơn so với việc mua chip i5-9400 thường. Với các đồ họa chúng ta có cả GTX 1660 của Galax với cái tính năng là một click OC ấy, nghĩa là bấm phát overclock rất là tiện, có cái lượng RAM là 6GB GDDR5. Về RAM chúng ta có hai thanh 8GB Core 7 Vengeance LPX 2666, tức là tổng dung lượng RAM là 16GB. Các bạn có SSD đến từ Galax luôn. Đấy, các đồ họa Galax, SSD cũng Galax, và lúc mình ôm bộ này về thì mình biết rằng là Galax sản xuất SSD. Nếu anh em nào chưa biết giống mình thì Galax của SSD, và SSD này nó tên là Galax Gamer LS11. Và theo như mình thấy một cái máy tính để chơi game thì các bạn sẽ cần ổ cứng dung lượng lớn, nhưng còn SSD thì không cần quá nhiều, 240GB là tương đối thừa thãi rồi. Về nguồn chúng ta có nguồn đến thương hiệu, đương nhiên là tên tuổi rồi. Nguồn là cái trái tim của hệ thống thì không được chơi đồ vớ vẩn. Thì các bạn có nguồn Antec Atom 550W. Thì 550W theo như mình thấy là họ hướng đến cái việc là thừa thêm một tí. Ví dụ cái bộ này với chip i5-9400 với card 1660 thì mình nghĩ rằng nguồn thì cần khoảng tầm 470W, 500W là đủ rồi. Thì 550W là thừa ra một chút để cho cái nguồn không phải lúc nào hoạt động tối đa, thì các bạn sẽ có tuổi thọ lâu hơn. Còn vỏ cây là vỏ Sigmatic Scorpio 2, một cái vỏ rất là quen thuộc rồi. Ở đây là kính, và đây là kính. Các bạn có hai mặt kính luôn thì rất xịn sò, và kính nhìn mờ mờ ấy, nhìn nội tạng bên trong. Mặc dù mình thấy là cái nội tạng nó chưa thực sự đẹp lắm bởi vì chúng ta vẫn chỉ quạt stock Intel và dây dợ của cái nguồn thì nó vẫn xanh đỏ tím vàng. Nên là nếu anh em mà muốn cái cây nó gọn gàng đẹp nữa thì có thể mua thêm một số cái cọng cáp, cáp gọi là nối từ nguồn ra ấy, nó màu đen, hoặc cáp bọc dù các thứ thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Vậy là cấu hình đã được dọn dẹp xong. Vậy thì benchmark thử phát để xem cái cấu hình này nó đem lại điểm số như thế nào. Nếu các bạn muốn so sánh với các cấu hình mình đã từng làm trước kia thì mình sẽ để link ở bên dưới một số cấu hình với mức giá tương tự, anh em để click vào để xem và so sánh điểm số thì có thể mường tượng được cái máy này nó mạnh hơn hay yếu hơn hay là ngang bằng ở mức nào. Cinebench R15 OpenGL được 121 FPS, CPU được 966 điểm và Cinebench R20 là 2171. Bademark đặt 5358 và BCMark 10 là 4580. Về nhiệt độ thì mình có test bằng IDA 64 như mọi khi, test full load trong vòng 5 phút cả CPU và cả RAM. Thì cái CPU với quạt tản nhiệt stock, nhiệt độ phòng lúc đấy là khoảng tầm 24 độ thì nó chỉ loanh quanh 70 độ C. Lúc CPU lên khoảng tầm 60 độ C là cái xung nó sẽ loanh quanh 3.9GHz, và sau 5 phút test nhiệt độ lên quanh 70 độ C thì xung còn lại là 3.5GHz. Trong khi cái CPU này nếu mà các bạn có bộ tản nhiệt tốt hơn thì có thể turbo boost lên tận 4.1GHz. Rồi và bây giờ là phần test game. 14 triệu một PC chuyên game à, 1660 ở đâu phải dạng vừa đâu. Thì chơi được những game nào? Mình test Dota 2 trung bình là 177 FPS, cũng vô cùng mượt mà. Và một điều để anh em lưu ý là tất cả các game thì mình luôn test ở độ phân giải Full HD Max Setting thì để các bạn dễ mường tượng nhất, bởi vì bây giờ anh em dùng màn Full HD nhiều mà. CSGO cũng điều tương tự là 266 FPS, không có gì phải nghĩ. PUBG thì sao? Không biết bây giờ còn ai chơi đến game nữa không? Mình thì mình bỏ PUBG từ rất lâu rồi. Còn nếu anh em vẫn chơi thì Ultra Setting trên cái máy này được trung bình 66 FPS, rất tuyệt vời. Khá là khủng khiếp đúng không anh em? Chỉ có 16GB, không phải là hoành tráng lắm, cũng chỉ nghe kiểu i5 thôi, làm gì có i7 mà chỉ dùng chip i5 thôi. Và card 1660. Thế mà chơi được PUBG Full HD Ultra Setting 66 FPS, không phải dạng vừa đâu. Còn nếu anh em muốn chơi trên 100 FPS thì việc giảm xuống ở mức medium high thôi, trên 100 là chuyện bình thường. GTA 5 mình sẽ để max setting ở phần gọi là overall,
chứ còn mình không kéo hết tất cả cái thứ kiểu là population density này, khử răng cưa các thứ mình không kéo, thì chỉ để cái đồ họa tổng thể là max thì đạt được trung bình là 168 fps. Còn nếu các bạn muốn đẹp nữa thì phải chịu khó giảm fps xuống, đó là vào trong cái phần advanced graphic ấy, các bạn phải kéo hết lên, từ đổ bóng này, hiệu ứng nước này, ánh sáng này, khử răng cưa này, kéo hết lên thì mình nghĩ rằng sẽ được loanh quanh ở tầm 670 fps thôi. Còn hiện giờ nếu mà để ở gọi là đồ họa tổng thể max setting vẫn khá đẹp rồi, được 168 fps thì không phải nghĩ. Thì vì đây là bộ PC gọi là chuyên dành cho game thủ nên là mình không nói quá nhiều về vấn đề là copy dữ liệu, render, dùng 3D các thứ. Nếu mà lần sau có cái cấu hình kiểu chip Ryzen này, các đồ họa cùi cùi này dành chuyên cho dân đồ họa hay là kiểu cốt cùng các thứ thì mình sẽ làm. Còn cái bộ PC này thì mình thì test game thôi và hy vọng anh em đã có khoảng thời gian thú vị. Có thêm những cái lựa chọn ở trong khoảng mức giá là 14 triệu đồng. Và nếu mua thì đến An Phát, đọc pass bạn shop theo bộ PCAP. Chơi game là cần thiết 3. Hy vọng mọi người thấy video thú vị nhá. Nhớ lại một like và bấm subscribe để ủng hộ kênh. Trong sau với mình thì có link Instagram, Facebook ở dưới. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Peace.